Ở đời có bề kiểu hàng xóm chớ lại gần và ba kiểu người thân nên tránh mặt. Kính thưa quý vị, có những kiểu quen biết sẽ khiến cuộc đời ta càng trở nên rực rỡ. Thế nhưng cũng có vài kiểu người càng thân cận sẽ càng lộ bộ mặt tiểu nhân, khiến bạn bè xa lánh quay lưng. 4 kiểu hàng xóm chớ lại gần. Người xưa vẫn luôn có câu bán anh em xa, mua láng giềng gần. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải gặp mặt những người hàng xóm nhiều hơn là gặp họ hàng trong gia đình. Chính vì vậy, họ là những người có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Tuy nhiên bạn bè thì chúng ta có thể lựa chọn, nhưng láng giềng lại không thể hoàn toàn tự do lựa chọn. Luôn có những kiểu hàng xóm mà chúng ta nên tránh tiếp xúc. Nếu muốn cuộc sống gia đình ấm êm và nếu bạn không muốn mang họa từ trên trời rơi xuống, đặc biệt là 4 kiểu dưới đây. 1. Người thấy sang bắt quàng làm họ. Ông cha ta thường nói, kẻ nghèo ở thành thị sầm uất không người ngó, người giàu trong núi sâu vẫn có kẻ thăm. Khi bạn thành đạt, có khi những người hàng xóm xa tít tắp mồ hôi cũng sẽ tới và làm thân bằng được với bạn. Nhưng khi bạn sa sút, cho dù bạn đến tận cửa hỏi thăm, họ cũng chưa chắc cho bạn sắc mặt tốt. Gặp phải người hàng xóm kiểu này, qua lại được thì qua lại, còn không thì nên hoàn toàn cắt đứt. Họ chắc chắn chỉ muốn mưu cầu lợi ích từ bạn và không gì hơn. 2. Người hàng xóm khó tính, so xét. Những người khó tính, họ luôn khiến cuộc sống của bạn trở nên vô cùng phức tạp hơn mức cần thiết. Họ có thể sẽ luôn so xét, theo dõi từng hành vi của bạn một cách vô cùng kỹ càng và tỉ mỉ, chỉ để bắt lỗi bạn bất cứ lúc nào. Đôi khi, đó là những lời góp ý tốt, nhưng phần lớn những người khó tính, họ luôn bắt bẻ một cách vô cớ và khiến chúng ta khá khó chịu. Dần dần tiếp xúc và hòa hợp có vẻ là một phương án hay, nhưng tốt nhất bạn nên tránh tiếp xúc với những người hàng xóm như vậy để tránh rước bực vào thân. 3. Người hàng xóm hồn nhiên tới mức vô duyên. Đây là những người hàng xóm không biết ranh giới và liên tục xông vào sân hoặc phòng khách của bạn vào những thời điểm không thích hợp. Họ có thể thân thiện, có thể hơi kỳ quặc, nhưng hầu như luôn không biết rằng hành động của mình gây khó chịu cho người khác. Bạn có thể hiểu được cảm giác khi đang ở trong nhà và người hàng xóm xông thẳng vào nhà bạn, không gõ cửa, không bấm chuông, không gọi tên. Điều đó thật sự vô cùng khó chịu và phiền phức. Đối với những người hàng xóm như vậy, hãy cố gắng cảnh báo họ về những ranh giới mà họ có thể không nhận ra rằng họ đang vượt qua. Hoặc không, hãy ngừng tiếp xúc với họ. Bạn sẽ tránh xa được những sự xâm phạm phiền phức không mong muốn. 4. Kiểu người thích xen vào chuyện người khác. Những người hàng xóm thích xen vào chuyện riêng tư của người khác thì chủ đề bàn tán của họ thường xoay quanh chuyện thiên hạ, nhà người ta. Nói chuyện thường ngày không nói làm gì. Thế nhưng, có những người hàng xóm, trước mặt người này là một chuyện, sau lưng họ lại là một phiên bản khác, đôi khi tiêu cực hơn mức bạn có thể nghĩ tới. Trước mặt bạn, họ có thể nói những lời hay ý đẹp, nhưng sau lưng lại nói xấu bạn đủ đường. Đây là kiểu hàng xóm hai mặt, vô cùng đáng sợ. Gặp kiểu hàng xóm thế này thì chúng ta vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì hơn, bằng không bạn rất dễ gần mực thì đen, bị ảnh hưởng xấu bởi họ. 3 kiểu người thân quen nên tránh mặt. 1. Kẻ vô ơn. Trên thế giới này có một kiểu người không đáng giao du nhất, đó chính là kiểu người vô ơn. Vừa được giúp hôm trước thì hôm sau đã quên mất ân tình. Họ nhận được sự giúp đỡ từ bạn, nhận được ơn huệ từ bạn, nhưng sẵn sàng phủ nhận, lấy oán báo ơn, vô tình vô nghĩa. Người không biết tri ân, không biết ơn thường hy vọng người khác hy sinh cho mình, mang tới cho mình lợi ích, thích người khác giúp đỡ mình mà không muốn hồi đáp lại dù chỉ một chút. Họ lúc nào cũng tranh thủ chiếm lấy những lợi ích vụn vặt còn con. Người không biết tri ân luôn coi sự giúp đỡ, công sức của người khác bỏ ra là điều hiển nhiên. Qua lại với những người vô ơn, chẳng phải chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tiêu cực từ họ hay sao? Nếu may mắn không bị ảnh hưởng thì mối quan hệ này cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn. Tốt nhất nên tránh ngay từ đầu. 2. Người tính toán so đo. Người lắm chuyện, thường là những người hay tính toán so đo. Họ so đo được mất, vì một chút lợi ích cũng có thể đấu đá qua lại với người khác tới rất đầu mẻ chán, không bao giờ chịu để mình phải chịu thiệt thòi. Kiểu người khôn lỏi này luôn đặt chữ lợi lên trên đầu, không chịu thiệt, thích há miệng trở sung, luôn tính toán so đo, cho rằng người khác không khôn lỏi bằng mình, cho rằng làm như vậy sẽ sống tốt hơn người khác. Kiểu người như này quá trọng lợi ích, họ để lợi ích lên hàng đầu khi mà giao tiếp qua lại với người khác. Lâu dần, khi đã phát hiện ra bản chất thực sự của họ, sẽ không còn ai muốn qua lại với họ nữa. Nếu có kiểu người thân quen như vậy, hãy tránh xa họ một chút để không gặp rắc rối, thị phi và những lời so sánh gây khó chịu, ức chế. 3. Lười biếng vô độ. Trong cuộc sống, có rất nhiều người cơ thể lành lặn, trí tuệ tỉnh táo, nhưng vốn bản tính lười biếng. Họ lúc nào cũng muốn trốn việc, đùn đẩy trách nhiệm, chờ người khác tới giúp đỡ. Những người như vậy dù nghèo tới đâu cũng không đáng được giúp đỡ. Bạn hỗ trợ càng nhiều thì họ càng sinh lười biếng. Ai cũng muốn trở thành người tốt, thế nhưng có những người lại thích dùng lời lẽ ngon ngọt để bao bọc nhằm che đậy sự ích kỷ của bản thân, mà không sẵn sàng tu dưỡng đạo đức, thay đổi tính cách, phẩm chất của mình. Đời người ngắn ngủi lắm, hãy ở bên những người tích cực, lạc quan, những người khiến chúng ta vui vẻ tiến lên, thay vì ở gần mực để rồi lãng phí cuộc sống tươi đẹp. Học cổ truyền tin rằng tóc là khí huyết, cơ thể càng khỏe mạnh thì lượng máu sẽ được bổ sung nhiều hơn, tóc sẽ được dưỡng ẩm tự nhiên. Ngược lại, khi bị thiếu máu, mái tóc sẽ dễ bạc trắng và gãy rụng. 6. Không có quá nhiều mỡ thừa ở bụng. Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng tới ngoại hình mà còn báo hiệu tình trạng huyết áp cao, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim hoặc tiểu đường. Một nghiên cứu của Viện Lão hóa Hoa Kỳ cho thấy phụ nữ bị béo bụng có nguy cơ tử vong cao hơn 20% so với người bình thường. Hãy chú ý tới chế độ ăn uống, không nên ăn quá muộn, cũng như thường xuyên tập thể dục để mà kiểm soát cân nặng cũng như số đo vòng bụng. 7. Luôn có một tâm trạng vui vẻ, tích cực. Khi tâm trạng của bạn vui vẻ, tích cực cũng là lúc những enzyme của cơ thể hoạt động ở trạng thái tốt hơn và giúp kéo dài tuổi thọ. 8. Đi ngoài khoảng 1 hoặc là 2 ngày một lần. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để mà kiểm tra sức khỏe của hệ tiêu hóa và bài tiết. Táo bón lâu ngày sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa, nội tiết cũng như là khiến tinh thần căng thẳng. Hãy uống 1 ly nước vào mỗi buổi sáng để thúc đẩy bài tiết và ngăn ngừa táo bón. Việc này cũng có thể thúc đẩy tuần hoàn máu lưu thông dễ dàng hơn.